Nhà hướng Nam thì về mặt phương hướng gồm có ba sơn là Bính, Ngọ, Đinh, nằm từ độ số từ 157,5 độ cho đến 202,5 độ. Đoạn này là 45 độ hướng Nam. Đối với cả cái nhà hướng Nam về mặt thiên khí sang năm thì nhất bạch thủy là vượng tinh đáo phương Bắc, đúng không ạ? Cửu tử là cái sao đương vận, đúng không ạ? Đáo vào vị trí phương Nam đắc vị, cho nên thành ra là cái việc nạp khí cho nhà hướng Nam trong năm sau cũng là một cái năm rất là tốt lành. Tuy nhiên, nếu như anh chị mà không vội, tôi nói là tuy nhiên nếu anh chị không vội thì chúng ta nên 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 để sang đến năm 2023. Năm 2023 là năm Quý Mão, thì vào cái năm Quý Mão thì không chỉ cái việc mà đắc được cái vượng hướng do thiên khí, nó còn đắc được cả cái vượng long, cho nên là chúng ta có thể để dịch chuyển sang năm 2023 thì nó còn vượng hơn nữa. Tuy nhiên năm 2022 này cũng đã rất là vượng rồi. Tháng 4 và tháng 6 âm lịch, tức là tháng Tỵ và tháng Mùi, đó là hai thời điểm vượng nhất để mà chúng ta có thể khởi công và xây dựng cái nhà này. Lưu ý, để căn nhà đặt thêm cả cái vượng khí thì chúng ta cần phải lựa chọn thêm cả cái vị trí động thổ, rồi cái thiết kế cái công năng cho căn nhà nó thật là tốt để nó đắc được toàn bộ những cái vận khí của năm.